25 mẫu hàng rào công nghiệp đẹp nhất 2025. Hàng rào công nghiệp là một hệ thống bảo vệ an ninh quan trọng cho các khu vực công nghiệp như nhà máy, xí nghiệp, kho bãi, công trường xây dựng hay những khu nuôi trồng, chăn nuôi. Có nhiệm vụ chính là ngăn chặn sự xâm nhập trái phép, bảo vệ tài sản cũng như đảm bảo an toàn cho con người. Hàng rào công nghiệp luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những công trình có diện tích, quy mô lớn với nhiều ưu điểm vượt trội. Có thể kể tới như chắc chắn trước những sự ghé thăm không cần thiết, bền bỉ theo thời gian, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thi công lắp đặt. Tính thẩm mỹ cũng là yếu tố khó có thể bỏ qua của các mẫu hàng rào công nghiệp. Bạn có thể sử dụng cho các hạng mục phía bên trong nhà lẫn ngoài trời đều rất tốt. Hiện nay, được quan tâm và lựa chọn nhiều nhất đó chính là các mẫu hàng rào lưới thép Hàn. Mọi người có thể tùy chọn hàng rào lưới thép Hàn sơn thường, sơn tĩnh điện hay hàng rào mạ kẽm nhúng nóng đều rất tốt tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng vì giá trị mà mẫu hàng rào này mang đến. Hãy cùng Cơ khí Việt Cường khám phá ngay 25 mẫu hàng rào công nghiệp đẹp nhất 2025 nhé! Nếu bạn đang có nhu cầu nhận báo giá hay lắp đặt hàng rào công nghiệp, hãy liên hệ ngay với Cơ khí Việt Cường. Chúng tôi chuyên nhận tư vấn, sản xuất và lắp đặt các hạng mục cơ khí từ dân dụng tới công nghiệp. Đảm bảo sẽ mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng, tiết kiệm. Cơ khí Việt Cường tạo giá trị, dựng niềm tin. Một đơn vị thuộc Việt Cường Group. Liên hệ ngay số hotline 0966 723 488 hoặc website cơ khí việt cường.com. Rất vui được phục vụ quý khách.